Xin chào các anh chị, hôm nay hãy cùng Lạc Hồng chạy thử máy bơm nước đầu nổ D8 đến từ thương hiệu Đông Phong. Được trang bị động cơ D8 8HP chính hãng, hoạt động mạnh mẽ và ổn định, cùng cơ chế làm mát bằng gió cho phép máy vận hành bền bỉ liên tục. Sản phẩm được trang bị đề điện giúp người dùng dễ dàng khởi động, thuận tiện tối đa. Lưu lượng bơm lên đến 90 mét khối trên 1 giờ, cột áp đạt từ 4 đến 6 mét. Máy bơm nước đầu nổ D8 hiệu Đông Phong, phù hợp cho các công việc từ tưới tiêu nông nghiệp đến cung cấp nước sinh hoạt, được ưa chuộng sử dụng trong chăn nuôi, xây dựng các công trình có quy mô nhỏ. Trên đây là quá trình test thử máy bơm nước đầu nổ D8 Đông Phong trước khi bàn giao máy cho khách hàng. Như anh chị có thể thấy, máy chạy rất khỏe, ít tiếng ồn và gần như không có rung lắc. Kết hợp với phần đế được gia cố chắc chắn giữ kết cấu máy cực kỳ ổn định trong suốt quá trình làm việc. Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của máy. Bên cạnh đó, anh chị có thể cân nhắc chọn phiên bản mát nước hoặc quay tay khởi động, tùy theo mục đích sử dụng. Chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ động cơ đầu nổ từ D6 đến D40, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Nếu anh chị còn thắc mắc về sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Lạc Hồng để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.